là một giáo viên tâm huyết trong công tác giảng dạy. Cùng với niềm đam mê âm nhạc, anh Khanh luôn lạc quan vào cuộc sống và ngày ngày tự tin dẫn dắt các thế hệ học trò từng bước vững tin vào cánh cửa đại học bằng giọng nói đầy trìu mến của mình. Chính vì vậy mà việc khàn tiếng, mất tiếng trong suốt thời gian dài không chỉ ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe tinh thần cũng như công việc của chính người thầy giáo luôn lạc quan này mà còn là một thiệt thòi lớn cho các em học sinh. Anh bị đau họng này thì nó cũng kéo dài lâu rồi chứ không phải mới đây. Từ ngày ra trường á, bắt đầu từ ra trường thì giống như bao nhiêu bạn sinh viên khác thôi, là anh rất nhiệt tình trong giảng dạy ác vậy hết á, nên cái tình trạng nó bị viêm họng. Mà lúc ra trường thì anh cũng dạy ở nhiều trường, anh dạy ở trường này, rồi có dạy vào trung tâm luyện thi buổi tối nữa, nên là cái tần suất làm việc nó nhiều, nên nó gây ra hiện tượng là đầu tiên là khan tiếng trước, khan tiếng, rồi sau đó là tới cái trường hợp đó là mất tiếng luôn. Rồi trong lúc đó thì anh cũng tìm mọi cách để anh giải quyết cái việc đau họng của mình, thì người ta chỉ sao thì mình làm vậy, khi thì anh dùng mật ong cũng có, rồi sau đó là anh cũng tự tìm thuốc cho riêng mình. Anh mua cái thuốc, bạn anh cũng chỉ cái thuốc Curam á, cái loại kháng sinh của Pháp rất là tốt, thì anh uống vào thì cái triệu chứng hết liền, hết ngay. Nhưng mà sau đó vài hôm thì lại tiếp tục quay trở lại cái trường hợp đó nữa, thì anh lại tiếp tục phải dùng thuốc tiếp, và cứ vài hôm như vậy là anh lại phải dùng thuốc, và nó kéo dài thời gian rất là lâu, mà anh lại không có thời gian đi khám chữa bệnh nữa. Mãi đến khi mà có một lần mà anh bị tắc tiếng nặng, cách đây mấy năm á, anh tắc tiếng nặng luôn á, thì lúc đó là anh buộc lòng phải đi khám tai mũi họng, thì bác sĩ có khuyên là phải nghỉ ngơi và ngừng dạy á, ít nhất khoảng nửa tháng thì mới hy vọng là cái tiếng nói nó phát ra âm trở lại được. Thì em biết đó, công việc của nghề giáo mà không nói thì không được, cái nghiệp nó như vậy rồi. Mà bây giờ giữa chừng mình nghỉ, vừa ảnh hưởng tới công việc cuộc sống của mình, vừa ảnh hưởng đến cái học sinh nữa. Vì nếu mình nghỉ như vậy thì ai thế vô vị trí của mình. Nên là anh rất là lo, và lại tiếp tục tìm mọi cách để mà mình tự cứu chính mình thôi. Thuốc nào cũng uống, ai chỉ gì cũng uống. Đó là cái quá trình. Và nặng nề nhất á, là cách đây hơn 2 tháng á, thì anh mất tiếng hẳn luôn và không hề phát âm được một chữ nào cả, khàn tiếng, mất tiếng và anh bị hụt hơi. Căn bệnh viêm họng khàn tiếng đã gây nhiều phiền toái cũng như ảnh hưởng lớn đến công việc của thầy giáo Khanh nói riêng và những người đứng trên bục giảng nói chung. Nhưng tới khi đã mất tiếng hẳn thì thầy Khanh đã không còn ngồi yên, cam tâm chịu đựng căn bệnh nghề nghiệp này nữa. Không thể hy vọng vào thuốc tây thì tìm tới các giải pháp điều trị an toàn và hiệu quả từ thảo dược xem có khá hơn không. Đáp lại việc dày công tìm kiếm của thầy Khanh, một lần tình cờ đọc báo mạng, cuối cùng thầy đã tìm ra Tiêu Khiết Thanh, sản phẩm có nguồn gốc thảo dược, đã mang lại giọng nói trong sáng cho thầy, giúp thầy lấy lại tự tin và niềm vui trong công việc.
Ngày hôm nay Ly à, cái giọng anh có thể nói được một cách rõ ràng, rồi phát âm cũng rõ ràng hơn và nó đỡ khàn đục á. Thực ra nó sẽ không bằng với cái thời anh trước đây đâu, thời còn trẻ đâu, mà bây giờ là đỡ hơn so rất nhiều so với cái quá trình mà anh bị bệnh khàn tiếng. Cái cơ duyên mà được cái giọng như vậy á, nó phục hồi như vậy được á, là anh tìm được cái này nè, anh tìm được cái thuốc tiêu khiết thanh này nè. Anh đã tìm rất nhiều loại thuốc khác nhau để mình giải quyết bệnh lý của mình. Như hồi nãy anh chia sẻ đó, hay chỉ gì thì cũng uống, từ ngậm cam thảo cho đến tắc mật ong cho đến mua thuốc của Pháp đó. Rồi cuối cùng cũng không giải quyết được, vì nó chỉ giải quyết tạm thời, và đến một lúc nào đó tự nhiên nó không còn giúp được mình nữa, giống kiểu là nó kháng thuốc á, nó lờn thuốc á. Thì lúc đó anh mới căng thẳng nhất là cách đây khoảng hơn 2 tháng á, là giọng anh mất tiếng hẳn luôn, không nói được tiếng nào luôn. Và lúc đó có cố gắng thì cũng buộc lòng cũng phải nghỉ. Và trong cái giai đoạn mà anh xin nghỉ 1 tuần như vậy đó, là anh ở nhà anh tìm thuốc, anh tìm mọi cách, anh cũng đi khám rồi anh cũng đi tìm thuốc, và vô tình thì trong lúc đó anh search trên trên mạng á, thì nó có cái thuốc tiêu khiết thanh này, thì anh mới mua anh dùng thử. Đầu tiên thì anh mua ở ngoài nhà thuốc tây á, anh mua một hộp anh uống. Thì cái việc đầu tiên mà tiêu khiết thanh đem lại cho anh đó là anh bị giảm được cái sự hụt hơi đó. Sau đó anh thấy cũng cũng đỡ đau họng hơn, và anh mua thêm một hộp nữa. Thì bắt đầu hộp thứ hai anh uống á, hộp thứ hai anh uống thì mới thực sự là nói lại được, và từ từ dần dần thì nó bớt khàn tiếng đi. Cái liều dùng người ta viết trong đây á là uống 6 viên một ngày, chia làm 2 lần, mỗi lần là 3 viên cho cái liều điều trị. Rồi bây giờ thì anh vẫn tiếp tục uống thuốc tiêu khiết thanh, nhưng mà anh uống với cái liều thấp hơn, anh chỉ uống liều là 2 viên một lần uống thôi, 4 viên một ngày, vì nó đã giảm bớt rồi. Từ ngày xa đất Tiền Giang, em theo anh về xứ Cảnh Đền. Mũi kêu mà như sao thổi, đĩa lên tựa bánh canh. Em thương anh nên đành xa xứ, xuôi ghe chèo miệt Thứ Cà Mau.